Ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Mong, sinh năm 1997, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội cướp giật tài sản. Trước đó, vào trưa ngày 11 tháng 11, nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn 60 tờ vé số, nên công an phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá tiến hành xem lại hệ thống camera, thì phát hiện đối tượng gây án là Trần Văn Mong nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên và cũng với thủ đoạn tương tự. Trước đó vài ngày, Mong đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật vé số của người tàn tật, đi xe lăn và người già. Tất cả vé số cướp giật được, Mong đem bán lại cho một đại lý vé số ven đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Mong từng có 2 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và vừa mới ra tù.